Hello, xin chào tất cả các bạn. Tô vừa mới về một cục hàng Tô order ở trên Shopee của shop GoChill Outdoor Store. Thì hiện tại giờ cũng đang là dịch đó các bạn, cho nên Tô không có đi đâu được hết á. Đang update một số đồ, mua sắm một số vật dụng để sử dụng cho đi cắm trại. Cũng giống như là hiện tại giờ Tô đang update cái xe của mình. Thì khi nào mà update xong cái xe thì Tô sẽ quay gửi đến cho các bạn xem. Cái clip này tôi sẽ quay được nhiều đợt, tại vì hàng của Shopee tôi order của nhiều shop á, cho nên không phải là nó sẽ cùng về một lúc, mà hôm nay nó về của cái cục hàng của shop này thì ngày hôm sau nó về cục hàng của shop khác. Thì ngày hôm nay tôi có order một vài món trong cái thùng này, order 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, order 5 món thì nó cho vào một cái thùng. Thì bây giờ tôi sẽ mở ra cho các bạn xem, và cũng như là nói cái giá tiền cho các bạn biết là nó bao nhiêu tiền luôn, bằng món luôn nha. Ok, đây là một cái món đồ mà tôi rất là thích các bạn. Nó là một cái túi bơm nước. Có nghĩa là khi mà mình bơm nước vào cái túi này xong rồi mình đạp cái đầu đạp á, thì nó sẽ ra một cái nước. Thì cái này nó có luôn cái vòi nước luôn, để mình có thể rửa tay rửa chân. Ví dụ như con tôi nó hay nghịch cát, nghịch tắm biển này nọ, thì cũng có cái này để mà mình có thể rửa tay rửa chân cho nó. Cũng như là cái này nó cũng có thể sinh hoạt được, ví dụ như nấu mì gói hay nọ rồi mình cũng có thể sử dụng được rất là tốt. Nhưng mà thường thì tô nấu mì gói tôi nấu bằng nước suối thôi các bạn, chứ tôi không có nấu bằng nước khác. Cái này thực sự là tôi phải order 3-4 shop mới có được cái mặt hàng này, bởi vì nó rất khan hiếm. Tôi cảm thấy cái này nó rất tiện luôn á các bạn. Là các bạn nhìn cái hình này đó, nhìn hình thì mình có thể hình dung ra được rồi đúng không đó. Thì cái bình nước này á, nó có mỗi shop nó có mỗi giá khác nhau. 699.000 nhưng đang được giảm 50.000, còn 649.000. Thì tôi thấy cái con số mà 649.000 thì nó quá hợp lý luôn các bạn. Những cái xe lớn người ta sử dụng những cái thùng lít và mấy chục lít nước bự, nhưng mà tôi cảm thấy là mình không có cần thiết phải sử dụng những cái bình nước quá lớn như vậy. Tôi chỉ cần sử dụng một cái bình nước cỡ như vậy thôi để rửa tay rửa chân này là tôi thấy ổn rồi. Tôi thấy quá ổn rồi. Rồi khi mình xài nè, nó có vòi luôn nè các bạn. Đó, nó có vòi luôn nè. Đó, thì tôi sẽ test cho các bạn xem. Tôi cảm thấy quá ổn. Đó, nó rất là gọn trong một cái túi này. Đó, khi mà mình chơi xong thì mình đổ nước ra rồi mình phơi nắng thôi các bạn. Đó, mình bơm nước đầy cái túi này, xong mình đạp cái này là nó, mình bơm cái này ra là nó có nước. Tôi thấy cái này nó rất là tiện và rất là hợp lý. Thì tôi sẽ quay cái clip sử dụng cái này xong ha. Món thứ hai là đây là một cái thứ mà tôi rất là thích về cái kiểu dáng của nó. Mỗi buổi sáng mà tôi được nhìn nó là tôi cảm thấy rất là chill, rất là hạnh phúc luôn các bạn. Nó là một chiếc ly gỗ hình tổ ong. Nó có hai cái nó có cọng dây da ở đây để chúng ta có thể móc lên nè. Đó, nó có hai cái lỗ để chúng ta có thể chọt tay vô và cầm ly nước uống, cốc nước cà phê uống rất chill buổi sáng. Thì cái ly này hiện tại bây giờ nó có rất là nhiều giá. Tôi có coi được một cái shop sau khi mua được cái ly này có giá là 100.000. Nhưng mà cái ly 100.000 thì nó sẽ không có được tổ ong như vậy. Còn cái ly này tôi mua nó với giá là 169.000 là đã được giảm rồi các bạn. Giá gốc của nó là 180, thì mua được 169.000 thì tôi cảm thấy đối với một cái thứ mà mình thích, 169.000 nó không là vấn đề các bạn. Tôi cảm thấy rất là ok với cái ly này, rất là thích luôn hết. Món thứ ba là những cái móc này tôi nghĩ là nó sẽ rất là cần thiết cho chúng ta khi mà mình đi cắm trại á, để mình có thể móc được cái gì mình móc các bạn. Hôm nay nhận hàng thì cảm thấy là cái móc này nó hơi nhỏ,
nhưng mà thấy cũng được rồi, nó cũng có khóa này nọ đó. Hàng của Natu 2 các bạn, hàng Natu 2 đó, nó hơi nhỏ nhưng mà nó rất chắc nha, nó rất chắc, nó có khóa luôn, thì tôi nghĩ là nhỏ gọn tiện dụng đó, đâu có cần bự làm gì đúng không các bạn. Tôi mua 3 cái. Cái móc này thì một cái móc của nó có giá là 30.000. Tôi mua 3 cái là 60.000 các bạn. Ấy 90.000 các bạn. Đây. Móc Natu 2. 30.000 một chiếc. Nó nhỏ. Nó nhỏ lắm nè. Nó nhỏ cỡ hai ngón tay của tôi. Đó, nhưng mà tôi nghĩ là sử dụng ổn. Rồi, tiếp theo là chúng ta có cái gì nè? Chúng ta có hai cái dây đèn. Tôi có mua hai cái dây đèn. Thì một cái dây đèn này á, cái dây đèn thì các bạn đi cam thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Mình treo ở cái bạc là cái lều rồi nọ cho buổi tối nó sáng lên á. Cái đèn này tôi mua với giá là giá gốc của nó là 80.000 nhưng mà đang được sale còn 65.000. Hai dây đèn 130.000 quá rẻ các bạn. Ok, tiếp tục nha. Đây, một cục pin dự phòng. Và bây giờ mình gắm vô cho các bạn xem thử nha. Đó, lung linh là nến luôn. Thấy không? Không có bóng nào bị hư hết. Và cái này á, mình sẽ sử dụng, mình gắn vào cái tẩu thuốc của xe hơi luôn. Tại vì tôi đi cam thì tôi đi bằng xe hơi của mình, thì gắm trực tiếp vào cái tẩu thuốc luôn. Thì người ta nói là cái đèn này nó không hề tốn điện bình của mình nha các bạn. Có nghĩa là khi xe mình chạy rồi á, mình đã được sạc đầy cái bình rồi, thì mình gắm vô nó không có tiêu hao bao nhiêu nhiên liệu hết. Mình có thể xài cả đêm cũng được rồi các bạn. Ô gắm sạc dự phòng cũng được nè, khỏi cần gắn vô xe. Đưa cục pin dự phòng vô gắn cuối. Không. Đúng không? Cần phải gắn vô xe. Mình treo ở đâu xong mình dán cục pin dự phòng đó, mình gắn cái bọc vô cục pin dự phòng sáng chân luôn các bạn. Ra đây là thêm cái nè. Đen 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 tèn. Bao sáng luôn á. Tại vì hiện tại giờ tôi đang quay clip này ban ngày, chứ nếu mà thực sự là quay buổi tối thì cái này nó sáng chân luôn đó các bạn. Đó, quá đã luôn nè. Vợ tôi rất là thích luôn á. Đó, quá sáng luôn, sáng chân nè. Đó, sáng chân nè. Đó, thấy chưa các bạn, đó, đồng đồng. Quá đẹp luôn. Rồi, cái tiếp theo. Cái này mới quan trọng nha các bạn. Cái này là một món hàng mà tôi rất là thích. Đó là cái gì? Nó là đệm bơm hơi dành cho hai người. Và luôn bao gồm luôn cả cái bơm hơi luôn các bạn. Bơm thủ công luôn các bạn. À, cái này thì nó hơi nhỏ, nó hơi nhỏ cho so với gia đình của tôi là gồm có hai vợ chồng với lại một đứa thằng bơm nữa là ba người, và thằng bơm giờ nó cũng lớn rồi đó, thì tôi nghĩ cái này nó cũng sẽ không có vừa đâu. Nhưng mà thôi kệ, lỡ mua rồi thì mình cứ order mình để lên xe, tại vì xe tôi gặp băng ghế xuống đường mà. À, cái này mua bao nhiêu hả? Ok, để check giá nha. Cái này là đệm đôi bơm hơi siêu nhẹ có gối nằm của Natu 2. Thì cái đệm này với giá là 1.2.000, nhưng mà đang sale xuống còn có 1.150.000 thôi. Ở ngoài thị trường có những cái đệm chỉ có 950.000, nhưng mà nó không phải là hàng của Natu 2 nha các bạn. Đây, đệm bơm hơi đây. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành show ra cho các bạn coi luôn nha. Ok. Cái đen đen này á, cái đen đen này á là một cái ghế mà tôi mua tôi tặng cho con của tôi, mà thằng con của tôi nó cũng rất thích cái ghế này luôn các bạn. Đó là một cái ghế xích đu nha các bạn, một cái ghế xích đu. À, thì cái này tôi mua ở shop Camping D của anh Nghĩa với giá là 1.000.000. Tôi cảm thấy là cái con số 1.000.000 nó quá rẻ luôn các bạn. Một mình có được một chiếc ghế và một chiếc ghế xích đu nữa, mình có thể đu qua đu lại mình chill. Đó là hình của tôi nè. Đó, hôm qua tôi với lại con tôi chill đó, chill ngay ban công nhà mình luôn. Thì lát nữa tôi sẽ mở ra cho các bạn coi luôn nha. Ok, thì bây giờ là tôi sẽ review cái đệm bơm hơi dành cho hai người nha. Bắt đầu là mình mở cổng thủng ra. Rồi, cái này là đồ bơm nè các bạn. Đồ bơm nhưng mà mình cũng có thể sử dụng nó như một cái phao ở ngoài biển luôn các bạn. Cái đệm bơm hơi này là dành là cấu gối luôn nha. Đây, chính hãng Natu 2 nha, chính hãng Natu 2 chứ không phải là hàng trôi nổi nha các bạn.
rồi cái hơi mình lo vô là tự động nó sẽ vô nha các bạn. Đó, hay không? Đó, tự động nó vô nè. Đó, thổi thổi gì hết mất công. Rồi sau đó mình lại mở ra tiếp, mình lấy hơi vô, mình lấy không khí vào. Đó, lấy không khí vào mình gặp lại, lại tiếp tục. Trời ơi quá tiện luôn các bạn, hay không? Trời ơi quá hay luôn. Đó. Trời ơi, cái này mà cho con mình nó làm nó quái lắm luôn á các bạn. Quá mệt luôn các bạn ơi. Ơi nó căng luôn rồi. Rồi đóng cái nút này lại nha quý vị. Rồi xong. Sau đó nằm ngủ nha. Bây giờ mình sẽ review cái xích đu cho các bạn xem nha. Đầu tiên mở ra nè. Mở ra. Chúng ta thấy có một mấy cái chân nè. Một cái gối và một cái bao. Rồi, bây giờ mình sẽ xếp. Mình sẽ xếp những cái chân vô trước nha. Cái chân này ở trong nó có dây á các bạn, cho nên thao tác lắp ráp nó cũng dễ lắm. Còn cái hai chân đứng nè. Đó, gắn lên. Hai chân đứng. Gắn lên, rồi xong. Vậy là coi như là mình xong cái khung ghế nè các bạn. Biết các bạn thấy rõ không? Ok. Xong mình xong cái khung ghế nè. Rồi, tiếp theo là mình sẽ gắn cái ghế vào nha các bạn. Thực ra cái ghế này ngay chỗ này là nó có một cái cây khung xương ngay giữ cái lưng của mình đó. Mình ráp hai cái cây lại. Rồi xong, một cây. Ráp bên này nữa. Đây để gần cho các bạn xem. Nè. Rồi xong hai cây ha. Rồi, mình ráp vào thôi. Cho cái khóa này nó nằm vào đây thôi. Cái gối kê đầu bỏ đây. Xong, giờ mình leo lên test thử cho các bạn xem nha. Tô là tô tới 80 kg. Thì bây giờ liệu 80 kg leo lên cái ghế này có ok không nha các bạn. Đó, nằm rất thoải mái luôn, hai tay để trên này cũng được, để dưới này bấm điện thoại cũng được. Ở đây có một cái chỗ để cốc nước nè các bạn. Bên này có một cái túi để điện thoại nè. Đó. Rất thoải mái nha. Tô là 80 kg ngồi rất thoải mái. Đúng không? Đung đưa nè, đó, rất thoải mái. Mình có thể ngồi ngồi gần ta mình là dựa nè, nó rất thoải mái luôn. Đó, quá đã luôn các bạn ơi. Đó.
Cái này mà ở giữa một cái hồ trời mát mẻ nằm như vậy chắc ngủ luôn á các bạn. Thiệt luôn á. Quá hạnh phúc luôn, quá sung sướng cuộc đời luôn, không có gì để nói. Bây giờ tôi sẽ để cái máy vào trong toilet để review cái túi nước cho các bạn xem nha. Đó. Nước này các bạn. Đây bơm nước nha. Nó nặng quá. Đang ngồi chờ bơm nước nha các bạn. Cái này mình đi du lịch ở đâu á, mình chơi ở đâu á, mình ví dụ mình vô tiệm tạp hóa, mình ăn, mình uống hay là mình đi ăn, uống cái đâu á, mình xin dân mình đã biết nước, mình vô mình lấy nước nữa các bạn, rồi sau đó mình bỏ lên xe thôi. Nhưng mà trước khi bỏ lên xe các bạn nhớ lau cho cái này nó sạch nha, chứ đừng có nước nó không vơi trên xe nữa. Ở đây thấy có nhà sản xuất họ may cái dây ở đây nè để cho mình xách đó, nhưng mà tôi nghĩ là mình xách không nổi đâu các bạn ơi, tại vì nước nó vô nó rất là nặng mà mình cầm cái này nó đứt các bạn. Cái quay nó sẽ đứt nha. Đó, khẳng định một điều nó sẽ đứt nha các bạn. Thì bây giờ á, rồi cái túi nước này bơm đầy nước rồi á thì nó sẽ đứng như này. Đó, tôi nghĩ là nó sẽ rớt thì mình có thể mình dựa cái bánh xe ha. Mình dựa cái bánh xe. Rồi, bây giờ tôi thử coi nó có ra nước không. Hiện tại giờ mình bóp nè. Thấy không? Bóp cũng ra nước nhưng mình đạp cái này. Để nó áp được cái hơi như này thì tôi nghĩ là nó sẽ ra nước. Mình áp lực vô cái này. Ủa sao nó vẫn không ra nước ta? Này nó căng lắm rồi đó. À, ra nước rồi nè các bạn. Đó, đó, rửa tay trên thoải mái các bạn ơi. Đó. Mình bóp, mình đạp cái này để nó áp lực vô cái bình này thì mình sẽ bơm lên được nước nè. Đó, thì tôi nghĩ là cái nhiều người sẽ nói là ôi nước gì nhỏ vậy đó, nhưng mà theo tôi nghĩ là cái nước này nó đủ để mình sinh hoạt cho các bạn, rửa tay, rửa chân này nọ, rửa mặt. Đó, ok, không có sao hết. Nước nó yếu, mình lại bơm, mình đạp tiếp. Mình đạp nè, camera quay dưới cái chân nè, mình đạp nè. Đó, mình đạp như bơm bánh xe vậy. Đó, mình đừng đạp căng cái bình này quá nha. Căng là mình phải bơm nước nha. Cái bình nó càng căng á thì cái nước nó càng mạnh các bạn. Hả? Này vừa tắm vừa tập thể dục. Vừa tắm vừa tập thể dục. Nó lấy cái này ok các bạn ơi. Đó, rửa tay rửa chân dần nhấp nè, nhấp đi nè, biển nè, cát bụi nè. Đó, rửa tay nè. Đó, camera quay lên nè. Lúc đầu là tôi tính là tôi mua cái thùng nước lớn rồi nọ. Nhưng mà sau khi suy nghĩ thì tôi thấy cái này nó hợp lý hơn các bạn, quá hợp lý. Mà xếp lại nhỏ gọn nữa, thấy không? Nước nè. Đó. Quá hợp lý luôn. Quá hợp lý. Rồi, cảm ơn món hàng của các bạn rất nhiều. Rồi, chắc tắm luôn quá các bạn. Ok. Cái clip này mình review đồ tới đây thôi, mình đã review hết tất cả những cái đồ mình order rồi. Thì ngày mai ngày hôm sau có đồ mới thì tôi sẽ tiếp tục và review những cái món hàng camping dã ngoại đến cho tất cả các bạn tiếp nha. Ok, cảm ơn các bạn, chào các bạn. Nếu các bạn cảm thấy clip hay và thú vị thì hãy cho tôi một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Xin cảm ơn, bye bye.